Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm Phạm Tấn Tài, sinh năm 1990, nơi cư trú phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Trần Thị Nhiễn, sinh năm 2000, nơi cư trú xã Diên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Tô Hoàng Vinh, sinh năm 1987, nơi cư trú phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Trần Văn Năng, sinh năm 1983, và Nguyễn Thành Công, sinh năm 1996, cả hai cùng trú phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, nhận được tin báo quần chúng nhân dân trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, thường xuất hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an tiến hành xác minh và phục kích tại khu vực trên. Đến khoảng 2 giờ 20 phút ngày 26 tháng 7, lực lượng công an phát hiện Tài dừng xe mô tô biển kiểm soát 64B1-92210. Ngồi sau là Nhiễn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hai gói ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 200,0243g là ma túy loại methamphetamine và một gói ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 0,3068g là ma túy loại ketamine. Qua làm việc nhanh, Tài khai nhận giao số ma túy trên từ Năng ở Vĩnh Long xuống cho Vinh ở Sóc Trăng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh tại địa chỉ nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ một cây súng cùng một số tang vật liên quan. Cùng ngày tiến hành khám xét khẩn cấp một số điểm tại tỉnh Vĩnh Long, lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng Năng và Công. Đồng thời lực lượng chức năng thu giữ 23 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng có tổng khối lượng 100,8382g. Trong đó 26,5389g loại ma túy methamphetamine và 74,2993g loại ma túy ketamine. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.